Khi mọi người nhìn thầy làm bó siêu to, dù các bạn ấy đã ghi chép rất là kỹ nhưng mà vẫn rất là hoang mang vì thấy nó quá nhiều lớp giấy, rồi mỗi tầng xếp một kiểu khác nhau, rồi đến ba loại giấy khác nhau nữa. Ôi là trời, trước khi thực hành á, ai nấy đều ôm vỡ và lẩm nhẩm lại bài. Mà thật ra ở cái clip này á, mình không có muốn kể về cái quá trình thực hành của các bạn ấy nữa đâu, vì khóa nào thì những cái khó khăn nó đều gần như là giống nhau, vì các bạn đều là những người chưa biết nhiều về hoa và lần đầu tiên thực hiện nó. Mình chỉ muốn khoe hình ảnh mà các bạn ấy thực hành được trong hôm nay thôi nè. Trong chúng ta khi mình nhìn vào những cái hình ảnh lung linh mà mình thấy á, thì đều thấy rất là đẹp, nhưng sau đó là mình biết bao nhiêu là tâm huyết của các bạn, những cái đôi tay mỏi nhừ, vai thì đau ê ẩm, rồi những cái sản phẩm này á, có thể là chưa thể xuất sắc trong mắt người khác, nhưng với mình á, đó là cả một cái quá trình cố gắng của các bạn. Về nhà mà làm lại thì mình chắc chắn luôn các bạn sẽ làm đẹp và nhanh hơn thôi à. Một lần nữa mình chúc mừng các bạn đã vượt qua hai bài hoa bó một cách thật là ngoạn mục nè.